chào quý vị đang theo dõi bản tin tối nay 8 giờ của kênh truyền hình VTC8 View TV. Trước hết là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân. Thành phố Hồ Chí Minh giảm đáng kể số lượng heo có sử dụng chất cấm. Mô hình chuỗi thịt heo an toàn ở thành phố Hồ Chí Minh. Nguy cơ IS mở rộng lãnh thổ ngoài vùng xung đột. Chiều nay, trong chuyến công tác phía Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có chuyến thăm hỏi thân mật với đồng chí Nguyễn Hữu Phước, thuyền trưởng tàu 69 Anh hùng Lữ đoàn 125 Hải quân thuộc đoàn tàu không số huyền thoại. Buổi gặp mặt được diễn ra tại nhà riêng của thuyền trưởng Nguyễn Hữu Phước thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trong không khí ấm cúng, thân mật, thuyền trưởng Nam Phước đã kể lại những chiến công hào hùng của đoàn tàu không số nói chung và tàu không số tàu 69 nói riêng. Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ đề nghị đưa con tàu không số huyền thoại duy nhất còn nguyên vẹn vào bảo tàng trưng bày và sẽ tổ chức một chuyến đi về nguồn thăm lại đơn vị cho các thủy thủ của đoàn tàu không số. Sáng nay ngày 8 tháng 12, kỳ họp lần thứ 20 Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 8 đã chính thức khai mạc. Nhiều nội dung quan trọng đã được Hội đồng Nhân dân xem xét và quyết định, trong đó có việc bầu một số chức danh trong Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 12, đây là kỳ họp cuối năm nên có rất nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố được đưa ra để Hội đồng Nhân dân xem xét quyết định. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét và thông qua 12 tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đáng chú ý là các nội dung về chương trình giảm nghèo bền vững từ năm 2016 đến năm 2020, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016, tạm dừng thu phí đường bộ đối với xe mô tô, xe máy từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, chế độ hỗ trợ người nghiện, cai nghiện tại cộng đồng. Tại phiên khai mạc, Ủy ban Nhân dân thành phố đã báo cáo về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội năm 2015 và nhiệm vụ giải pháp năm 2016, báo cáo quyết toán ngân sách thành phố năm 2014, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2015 và dự toán thu chi ngân sách năm 2016. Nhằm nhận diện thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn, cũng như những tác động của hội nhập quốc tế đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng nói riêng, sáng nay, Hội thảo khoa học quốc gia với tên gọi Phát triển kinh tế xã hội và ngành ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế được tổ chức tại Hà Nội. Tại hội thảo, nhiều nội dung quan trọng được trình bày như việc ngân hàng nhà nước đã chủ động, tích cực hội nhập và hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng tài chính và tiền tệ ngân hàng. Hoạt động quản lý và điều hành chính sách được dịch chuyển và triển khai hiệu quả. Hệ thống ngân hàng cũng đã tăng cường năng lực quản trị, điều hành theo hướng tiếp cận với thông lệ quốc tế. Các ý kiến tại hội thảo cũng đã đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp cơ chế, chính sách phát triển kinh tế xã hội và ngành ngân hàng Việt Nam, đáp ứng những đòi hỏi của tiến trình hội nhập quốc tế. Với diện tích hơn 9 triệu hectare đất nông nghiệp, Việt Nam có rất nhiều lợi thế để thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp nông nghiệp Nhật Bản. Thế nhưng sự hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này hiện vẫn còn rất khiêm tốn. Đó là những thông tin được đưa ra tại Hội thảo xúc tiến đầu tư nông nghiệp Việt Nam do Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức. Toàn ngành nông nghiệp mới chỉ thu hút được hơn 540 dự án với trên 4 tỷ đô la Mỹ tổng vốn đăng ký vào lĩnh vực nông lâm thủy sản, chiếm khoảng 1,5% tổng vốn FDI của cả nước. Trong đó, doanh nghiệp Nhật Bản có 39 dự án với số vốn hơn 220 triệu đô la Mỹ. FDI trong lĩnh vực nông nghiệp hiện mới chủ yếu tập trung vào các dự án chế biến thực phẩm, lâm sản và chăn nuôi mà chưa có nhiều dự án vào ngành trồng trọt, chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai bên. Do đó, chính phủ hai nước cần tích cực đẩy mạnh thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp bằng nhiều biện pháp, cải thiện môi trường kinh doanh, dành nhiều ưu đãi, chính sách thuận lợi cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Ngày 8 tháng 12, Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình Đẳng Giới và Trao Quyền cho Phụ Nữ, Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc đã tổ chức tọa đàm về tiếp cận công lý cho phụ nữ bị bạo lực tình dục ở Việt Nam. Requires more trained service providers.
Cần phải có thêm nhiều nỗ lực hơn nữa trong công tác tiếp cận công lý cho phụ nữ bị bạo lực tình dục. Đây là các thông điệp được đưa ra tại buổi tọa đàm. Mặc dù hiện tại chưa có thống kê số liệu quốc gia chính thức về các loại hình bạo lực tình dục tại Việt Nam, tuy nhiên con số thống kê của Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình Đẳng Giới và Trao Quyền cho Phụ Nữ cho thấy 87% phụ nữ và trẻ em gái đã từng bị quấy rối tình dục tại nơi công cộng. Gần 30% phụ nữ hành nghề mại dâm tại Việt Nam đã từng là nạn nhân của bạo lực tình dục. Cũng tại buổi tọa đàm, các thành viên đã thảo luận cách thức cải thiện chính sách và luật hiện hành về vấn đề tiếp cận pháp lý cho phụ nữ bị bạo lực tình dục. Hoạt động này là một phần của chiến dịch toàn cầu 16 ngày hành động để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái do Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon phát động. Sau 6 ngày tranh tài, Hội thi Thể thao Học sinh Khuyết tật Toàn quốc lần thứ 6 năm 2015 được tổ chức tại thành phố Cần Thơ đã kết thúc. Hội thi với sự tham gia của 19 đoàn từ các tỉnh thành trong cả nước thu hút gần 600 vận động viên tham gia tranh tài với 6 môn thi, bóng bàn, bóng đá, cầu lông, cờ vua, điền kinh và kéo co. Kết quả, đoàn Hà Nội dẫn đầu toàn đoàn với 12 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 18 huy chương đồng, kế đến là các đoàn Quảng Ngãi, Thái Bình. Đây là hội thi đặc thù dành cho học sinh khuyết tật mang tính nhân văn sâu sắc, thiết thực và ý nghĩa. Theo quyết định mới vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, sẽ có thêm 8 ngân hàng được bổ sung hoạt động mua nợ, đó là Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại cổ phần nêu trên có trách nhiệm thực hiện các thủ tục quy định tại khoản 4 điều 29 luật của các tổ chức tín dụng đối với nội dung hoạt động được bổ sung này. Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn diễn ra chiều qua tại Hà Nội, Thanh tra Bộ đã thông báo kết quả thanh tra đợt 1 tình hình sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Theo đó, khi tiến hành lấy 89 mẫu từ các công ty thức ăn chăn nuôi có nghi vấn để phân tích, đã phát hiện 23 mẫu dương tính với chất cấm Sabutamol, trong đó có 16 mẫu vượt ngưỡng cho phép. Thanh tra đột xuất 13 cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi khu vực phía Bắc, phát hiện 2 công ty sử dụng Sabutamol và sản phẩm màu công nghiệp vàng ô, không chỉ gia tăng về số lượng các cơ sở chăn nuôi sử dụng chất cấm, mà các thủ đoạn cũng ngày càng mới và tinh vi hơn. Thưa quý vị, trong khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát hiện nhiều cơ sở chăn nuôi ở khu vực phía Bắc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, thì tại thành phố Hồ Chí Minh, kết quả thanh kiểm tra chất cấm trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 12 cho thấy tỷ lệ lò mổ có heo phát hiện dương tính với chất cấm đã giảm đáng kể. Theo đó, trong 14 cơ sở giết mổ heo bị kiểm tra, thì có 5 cơ sở phát hiện có heo sử dụng chất cấm với hàm lượng chất cấm dao động từ 3 đến 1.098 BBB mỗi mẫu, tức là chỉ bằng 1/3 so với con số 3.000 BBB trên một mẫu của hai đợt kiểm tra đầu năm. Ngoài ra, trong 113 lô heo bị thanh kiểm tra, thì chỉ có 8 lô phát hiện có sử dụng chất cấm. Nguyên nhân giảm là do thời gian qua, cơ quan chức năng đã thực hiện việc thanh kiểm tra ráo riết, đồng thời áp dụng biện pháp xử lý mạnh tay. Với trường hợp tái phạm sử dụng chất cấm, sẽ bị xử lý tiêu hủy toàn bộ đàn heo, buộc nhiều thương lái phải chủ động kiểm soát đàn heo ngay tại các trang trại và nhà dân. Cùng với việc giảm số lượng heo sử dụng chất cấm, thì tại thành phố Hồ Chí Minh, sản phẩm thịt heo được chứng nhận Việt Gáp, hay còn gọi là thịt heo an toàn, cũng tạo được một hiệu ứng tốt. Mô hình này bước đầu cho thấy hiệu quả của việc khép kín chuỗi giá trị từ chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ. Đây là một trong hai công ty duy nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thu mua, giết mổ heo được nuôi theo quy trình Việt Gáp từ tháng 10 năm nay. Với số lượng trên dưới 200 con, mỗi ngày công ty đưa ra thị trường khoảng 20 tấn thịt heo an toàn. Khó khăn bước đầu của công ty là số lượng heo được nuôi theo tiêu chuẩn an toàn còn rất ít, nên phải thực hiện thu gom từ nhiều điểm nhỏ lẻ tại các xã, huyện ngoại thành. Hiện nay thì công ty Hạ đang mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm nhiều đối tác để chuyển qua sử dụng heo Việt Gáp. Thì nếu được sự ủng hộ thì An Hạ sẽ kết nối thêm với các hộ chăn nuôi Việt Gáp ở các tỉnh thành khác để tăng nguồn cung. Lượng thịt heo Việt Gáp đưa ra thị trường phải qua quy trình kiểm việc thú y rất khắt khe. Đầu tiên là từ trang trại nuôi, cho đến cuối cùng là người sử dụng. Quy trình tầm soát này cho thấy sự khác biệt trong cách chăn nuôi, giết mổ và phân phối thực phẩm an toàn so với thực phẩm thông thường, tạo tiền đề cho một phương thức chăn nuôi mới nhằm đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng.
Anh em thú y ở trạm thú y Củ Chi trực tiếp xuống để mà xem tình hình sức khỏe của đàn heo tại cái hộ chăn nuôi hay là trại chăn nuôi mà có chứng nhận việt gáp, nó có khỏe mạnh bình thường hay không. Cái thứ hai là xem cái giấy mà chứng nhận việt gáp là nó còn hạn hay không ha. Rồi mình để mà mình kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vào cơ sở giết mổ. Đối với người chăn nuôi, việc nuôi theo quy trình việt gáp thường làm tăng chi phí 200.000 trên một con heo để thực hiện các thủ tục phòng ngừa dịch tễ. Nhưng bù lại giá bán cũng cao hơn 100.000 đồng một con so với nuôi theo cách thông thường. Mặc dù còn gặp khó khăn do phải ghi chép nhật ký hàng ngày, chi phí phát sinh, lợi nhuận chưa cao, nhưng người chăn nuôi cũng đã thấy được lợi ích của phương thức nuôi an toàn. Mình làm theo heo việt gáp này là nó vừa bảo vệ cho đàn heo của mình. Tại vì mà nó tiêm vaccine, tiêm ngừa hết, mình vừa quản lý cái sổ sách rất là kỹ. Thì ra nó bù lại là đàn heo mình lúc nào cũng được theo dõi sát sao hết. Và nó được tiêm phòng thì nó an toàn vệ sinh phòng bệnh cho mình. Đó là điều rất là tốt cho mình luôn. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã có 741 hộ được chứng nhận nuôi heo đạt tiêu chuẩn việt gáp với gần 45.000 con. Số lượng này sẽ được tăng lên trong thời gian tới khi thị trường đã có những phản hồi tích cực với loại thực phẩm an toàn. Tuy nhiên, hiện thịt heo an toàn mới đáp ứng một phần rất nhỏ nhu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, giá bán heo việt gáp chưa cao hơn so với heo thông thường nên chưa khuyến khích được người dân tham gia quy trình nuôi an toàn. Nhằm ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm sạch như vậy, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố hàng hóa của 5 đơn vị sản xuất kinh doanh thực phẩm đạt tiêu chuẩn việt gáp trên địa bàn. Đó là hệ thống siêu thị Co-op-Mart, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn Satra, Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Kỹ nghệ Xúc sản Vissan và Hợp tác xã Hoa Anh Đào. Hiện hàng hóa của 5 doanh nghiệp này đã được phân phối tại 246 siêu thị, cửa hàng và điểm bán hàng thực phẩm sạch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Để đảm bảo bình ổn thị trường trong dịp Tết, các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã liên kết với các nhà sản xuất ở các tỉnh thành khu vực Nam Bộ, chuẩn bị hơn 16.000 tỷ đồng dự trữ hàng hóa. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cam kết giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu được bình ổn trong 2 tháng trước và sau Tết. Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng nay, anh Lê Văn Phúc, 31 tuổi, ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, đang chở cháu trai đến trường thì bất ngờ bị chiếc xe tải chạy hướng Long An, thành phố Hồ Chí Minh tông vào xe anh và một xe máy khác. Cú tông mạnh khiến 3 người trên 2 xe máy bị hút văng, anh Phúc tử vong tại chỗ, cháu của anh Phúc bị thương nặng. Tại vị trí tai nạn, chiếc ô tô nằm lấn sang làn đường ngược chiều. Theo người dân, nơi đây thường xuyên xảy ra tai nạn mà nguyên nhân chủ yếu là do các phương tiện như xe container, xe tải phóng nhanh, vượt ẩu. Cơ quan điều tra Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Thành Lâm 17 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh và Huỳnh Nhật Trí 16 tuổi, quê An Giang để điều tra về hành vi cướp tài sản, đồng thời đang truy bắt đối tượng Phúc. Trước đó, ngày 18 tháng 11, các đối tượng đi bộ đến chân cầu Móng, quận 1 thì phát hiện một đôi nam nữ đang ngồi chơi để ba lô bên cạnh. Lúc này, Trí giật ba lô, còn Lâm dùng dao khống chế cô gái, Phúc dùng dao khống chế nam thanh niên, cướp ba điện thoại cùng nhiều tài sản khác. Qua điều tra, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện một vụ cướp khác trên địa bàn quận 4 vào cùng ngày. Được biết, ba đối tượng đều nghiện game online và sử dụng ma túy. Công an thành phố Đà Lạt vừa vây bắt thành công nhóm đối tượng giàn cảnh va quẹt rồi cướp tiền của nhà xe Thành Bưởi. Các đối tượng bao gồm Trần Thanh Phong, Nguyễn Thị Băng Châu, Nguyễn Văn Lành và Huỳnh Thanh Điền cùng trú tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Do có 3 năm làm tài xế chạy đường dài cho nhà xe Thành Bưởi nên Trần Thanh Phong biết rất rõ nơi để tiền của nhà xe. Các đối tượng đã cùng bàn bạc dàn dựng cảnh va quẹt với nhà xe rồi lợi dụng lúc tài xế xuống giải quyết, Nguyễn Văn Lành đang ở trên xe đã lấy 2 gói tiền, tổng cộng là 226 triệu đồng của nhà xe rồi bỏ trốn. Cả nhóm sau đó đã bắt taxi về huyện Đức Trọng thì bị bắt. Tiếp theo là những tin tức quốc tế vừa cập nhật. Kể từ sau vụ bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga, nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng trước nguy cơ thiệt hại khổng lồ do các biện pháp trừng phạt đang bị Nga áp đặt. Theo các chuyên gia kinh tế nước này, mức thiệt hại mà Thổ Nhĩ Kỳ phải hứng chịu có thể lên đến 9 tỷ đô la Mỹ, GDP có thể giảm đến 0,4% trong năm nay.
Được biết, hiện có 55% khí đốt tự nhiên và 30% dầu mỏ của Thổ Nhĩ Kỳ được nhập khẩu từ Nga, nên nước này đang phải ráo riết tìm kiếm nguồn cung thay thế. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt như cấm xuất khẩu sang Nga nhiều mặt hàng thực phẩm hay các chuyến du lịch từ Nga bị tạm ngừng cũng khiến kinh tế nước này bị tác động mạnh. Trong chuyến thăm tới Philippines để tham dự hội nghị năng lượng nguyên tử, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Yukiya Amono đã đưa ra cảnh báo về việc những phần tử khủng bố đang tìm cách sở hữu vật liệu phóng xạ để chế tạo bom bẩn. Đây là những thiết bị phát tán chất phóng xạ nhằm đầu độc con người. Ông Amono cũng yêu cầu các nước nên bảo vệ những vật liệu mà những phần tử cực đoan có thể sử dụng để làm ra các thiết bị nguy hiểm. Hiện tại, nguy cơ tấn công khủng bố đã tăng mạnh trên toàn thế giới sau hàng loạt các vụ đánh bom và xả súng do nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tiến hành. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vừa đưa ra quyết định sẽ không điều bộ binh tới Syria để tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Tuyên bố này được đưa ra không lâu khi Mỹ thông báo triển khai hàng chục lính đặc nhiệm tới Syria để hỗ trợ lực lượng người Kurd trong cuộc chiến chống lại bọn khủng bố IS. Thay vì điều quân tới Syria, tổ chức này sẽ có những động thái nhằm tăng cường sức mạnh cho các lực lượng địa phương ở quốc gia Trung Đông này. Thưa quý vị, trong khi cuộc chiến chống IS tại Syria và Iraq đang ngày càng căng thẳng với những đợt không kích dồn dập của Nga, Pháp, Mỹ và các nước đồng minh, giới chuyên gia nhận định có nguy cơ tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang tìm cách mở rộng hoạt động ra bên ngoài vùng xung đột như Afghanistan và Libya. Trước đó, nguồn tin của Anh cho biết, các tay súng của tổ chức khủng bố IS đã chiếm một phần lãnh thổ đáng kể thuộc 4 tỉnh nằm phía nam Jalalabad, Afghanistan. Chúng đang áp dụng hình thức tra tấn và hành quyết tàn bạo người dân tại những khu vực chúng chiếm đóng. Hàng chục nghìn gia đình Afghanistan đã buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. IS có dấu hiệu đã tràn sang Afghanistan và chúng có thể là mối đe dọa khủng khiếp cho đất nước. Nếu chúng ta không đoàn kết, chúng sẽ tiêu diệt chúng ta. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, số lượng các nhóm và cá nhân tuyên bố công khai là trung thành với IS đang ngày càng tăng tại hàng loạt tỉnh thành ở Afghanistan. Ngoài ra, trong vài tháng gần đây, các chiến binh có tiếng từng có quan hệ gần gũi với Al-Qaeda và Taliban đã quay sang đi theo IS. Còn tại Libya, IS hiện có khoảng 2.000 đến 3.000 chiến binh và đang có ý định mở rộng vùng lãnh thổ kiểm soát tại quốc gia Bắc Phi này. Việc IS mở rộng lãnh thổ kiểm soát không chỉ giúp tổ chức này và các nhóm khủng bố liên hệ với mạng lưới Al-Qaeda, gia tăng ảnh hưởng đối với các cuộc xung đột đang tiếp diễn ở Bắc Phi và Sahel, mà còn tạo điều kiện cho các phần tử khủng bố có một nơi trú ẩn mới bên ngoài Trung Đông. Lực lượng IS từ Syria và Iraq đã tràn sang Libya. Tuy nhiên, trước đó IS cũng đã thiết lập mạng lưới tại Libya, và giờ đây chúng đang kết hợp các lực lượng từ nhiều nơi với nhau để mở rộng mạng lưới của mình. Lợi dụng tình hình bất ổn, IS đã tràn vào chiếm đóng một số khu vực tại Libya. Thậm chí, lực lượng này còn đang có ý định mở rộng sang cả Ai Cập. Tuy nhiên, ý định này của chúng sẽ vấp phải khó khăn khi Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi nắm quyền, là người xuất thân từ quân ngũ. Mới đây, Libya đã bày tỏ mong muốn Nga can thiệp quân sự vào nước này nhằm chống lại sự xuất hiện ngày càng lớn của IS. Đây là một dấu hiệu cho thấy những chiến dịch quân sự hiện nay dường như đang tỏ ra ít hiệu quả và các nước lớn phải đối diện với một khả năng là quy mô cuộc chiến chống IS sẽ mở rộng hơn so với hiện nay. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.